Indominus kia người to xác nhưng mà ta không sợ người đâu xem đây hãy xem ta làm gì với cái tay của ta đây sợ chưa hello các bạn các bạn còn nhớ anh chàng Indominus bé bự này không anh chàng này vẫn là anh chàng khủng long bự nhất trong cái số đồ chơi của cậu chủ mình nha. Tuy nhiên hôm nay anh ta không phải là nhân vật chính đâu. Mà nhân vật chính mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Đó chính là anh chàng Scorpius Rex này. Một anh chàng xuất hiện ở trong phần 3 của trại phấn trắng ha. Và là một anh chàng trùm cuối rất là dữ tợn luôn. Mình có một câu hỏi đặt ra ngày hôm nay. Đó là anh chàng Scorpius Rex này và anh chàng khủng long bé bự Indominus Rex. Nếu gặp nhau thì hai con này con nào sẽ giành chiến thắng trong trận chiến giữa hai loài khủng long mạnh nhất đây? Cùng tìm hiểu với mình trong tập ngày hôm nay nha. Rồi, cùng nhìn qua về anh chàng Scorpius Rex này của chúng ta nha. Đây. Đây là tạo hình của anh chàng này của hãng Mattel đây. Một hãng đồ chơi rất nổi tiếng trong cái dòng khủng long có khớp ha đây chính là anh chàng Scorpius Rex các bạn coi coi những cái khớp rất là đẹp ha anh ta đen từ đầu cho đến chân ha chỉ hơi vàng khúc bụng thôi nhưng mà à, tạo hình trong này đẹp hơn nhiều so với trong phim ha trong phim anh chàng này nhìn rất là xấu xí luôn đó các bạn à, điểm đặc biệt là cái đuôi nè cái đuôi và cái đỉnh đầu đỉnh đầu không thấy gai ha trong phim có gai ở đây thì cái đuôi của anh chàng này đầy gai ha mà không phải gai bình thường nào đó là gai độc đó mình sẽ giải thích rõ hơn phía sau ở trên khuỷu tây cũng có gai nè đây còn trong phiên bản đồ chơi này các bạn thấy á à mặc dù có gai nhưng mà những cái gai nó cũng được làm lại không có nhọn không có tu tổ ra để gây nguy hiểm cho các bạn nhỏ ha à, cái gai nó đều vuốt tròn ở đầu rồi và gì nữa điểm đặc biệt nữa là có khớp đúng rồi và đây nhớ không lập trước mình giới thiệu đây cái con tem con tem của hãng đồ chơi mattel con tem này có thể scan được bằng à điện thoại di động ha rồi đây điểm đặc biệt ở trên cơ thể anh ta đó là oh à à, các bạn thấy không nhấn nút này vào thì anh ta sẽ gầm rú lên muốn cái gì đây hả à, chưa hết đâu ở đây còn một cái nút nữa nè nhìn kỹ nha thấy à, không wow 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 cái tay rất lợi hại nha muốn cái gì muốn cái gì muốn ta làm thịt ngươi không ừ. Đó. Ừ. nói chung rất lợi hại nha à, anh chàng này không hề rẻ đâu nha các bạn anh chàng này tới à, 900 mấy chục ngàn lần đó và cô hãy mắt theo ha các bạn thích thì có thể ra My Kingdom để mua đây đó là anh chàng Scorpius Rex của chúng ta Nói thêm một chút về anh chàng Scorpio Rex này nha. Anh chàng này đó, mặc dù xuất hiện sau, ở mãi phần 3 mới xuất hiện, nhưng mà anh chàng này có trước Indominus Rex đó, các bạn tin không? Bởi vì anh chàng này là cái sản phẩm thử nghiệm đầu tiên của tiến sĩ Wu đó, chứ không phải là Indominus Rex đâu. Tuy nhiên anh ta quá nguy hiểm, nên là luôn được lưu trữ ở tình trạng đông lạnh. Mãi đến sau này, các bạn thiếu niên của chúng ta... À khám phá nhầm và vô tình làm cho anh chàng này thức giấc thôi về kích thước thì rõ ràng anh chàng này à, cái phiên bản đồ chơi thì không đúng đâu nha nhưng mà trên thực tế anh chàng này nhỏ hơn Indominus rất nhiều ha Indominus cao đến à, 6m và dài dài đến 15m ha còn anh chàng này chỉ cao 3 mét thôi và dài thì khoảng chừng 8 mét đó các bạn thấy không nên là anh chàng này nhỏ hơn Indominus rất nhiều ha à cái kích thước cũng khá giống thực tế đó chứ hả tuy nhiên nếu hai anh chàng này đập nhau thì như thế nào ta anh nào sẽ thắng chưa biết được đâu nha bởi vì sao bởi vì Scorpius Rex là con chùm cuối của phần 3 mà đâu có dễ thua được Đặc biệt là cái đuôi của nó nè Các bạn thấy không Đó cái đuôi của nó Có thể quật con mồi rất là dễ dàng Và có gai nha Gai cực độc luôn Bởi vì sao Anh chàng này À ngoài có những cái gen của à, Khủng long bạo chúa Của Velociraptor Giúp cho anh ta cực kỳ thông minh đúng không Thì nó còn có cái Cái gai độc nữa Gai độc này là lấy của cái con cá mù làng đỏ Tiếng Anh gọi là Scorpion Fish À, không biết tại sao dịch ra là cá mù làng đỏ nữa scorpion fish dịch ra là cá bò cạp thì nghe có vẻ hợp lý hơn đó ha nhưng tên khoa học của nó là vậy cá mù làng đỏ ha và đó là một loại cá cực kỳ độc ở dưới đại dương luôn nên là nhờ cái gen của loài cá này mà scorpion rex có thể phóng gai độc ra làm tê liệt đối thủ và làm cho đối thủ có thể chết sau một giờ nếu không được giải độc rất là nguy hiểm đúng không Ngoài ra anh chàng này còn biết leo cây nha các bạn Anh ta có thể leo cây lên rất cao Và có thể phóng thẳng xuống con mồi Ồ, oh, cực kỳ nguy hiểm ha Còn thêm một đặc điểm nữa của anh chàng này đó là gì? Đó là anh chàng này có cái đôi mắt phát ra cái tia màu đỏ ở trong đêm À, giống như tia hồng ngoại vậy đó Nên nhìn rất là rõ ở trong bóng đêm luôn đó các bạn Wow, rất là lợi hại ha Khó có con mồi nào có thể lẫn tránh anh chàng này như vậy thì với những độc chiêu này Thì rõ ràng anh chàng này dư sức làm thịt được con Indominus Rex đúng không? Không đúng đâu, tại sao? Rõ ràng Về kích thước anh chàng này thua Về độ thông minh Anh chàng này có gen của Velociraptor nhưng à, Anh chàng này Indominus Rex cũng có gen của Velociraptor Thực ra là anh chàng này có vẻ còn thông minh hơn bởi vì anh ta có thể đánh lừa được con người nữa Khi mà anh ta ẩn thân à để làm gì à để đánh lừa con người mở cái cổng bảo vệ ra các bạn nhớ không ở trong phim uh, jurassic world đó đúng rồi rất là nguy hiểm ha nên là khi hai anh bạn này đánh nhau thì nhiều khả năng là indominus rex vẫn sẽ giành phần thắng bởi vì kích thước của anh to hơn bởi vì sự lợi hại sự thông minh của anh ta và ngoài ra indominus rex ha là được gen di truyền của rất nhiều con luôn đó các bạn à, không chỉ của à, khủng long bạo chúa và velociraptor đâu ngoài ra còn có hả chiếc nè để giúp cho cái gen này giúp cho anh ta to lớn hơn cả khủng long bạo chúa canotaurus à, giúp cho cái lớp da của anh ta cứng cáp hơn the giúp cho cái móng vuốt của anh ta nhọn và lợi hại hơn và Deinonychus De De ngoài ra còn gì nữa còn của những loài thú hiện đại ngày nay nữa Ví dụ như là mực nang Là ếch và rắn độc Bởi vậy nên là oh, anh chàng này Bởi vì là sản phẩm sau Thí nghiệm sau nên là Rất là um, Dữ dội ha Và mình chắc chắn gần như 90% Là Indominus sẽ chiến thắng Trừ khi có hai ba con Scorpius Red cùng tấn công Indominus một lúc Tuy nhiên điều này khó xảy ra mặc dù ở trong phim có xuất hiện đến hai con Scorpius đúng không? Nhưng loài này hình như nó không biết hợp tác với nhau đâu nha. Nó thậm chí nó còn à, chiến đấu với nhau nữa. Trong phim là hai con Scorpius Rex nó đánh nhau gần chết luôn đó. Suýt nữa nó giết nhau. Nên không biết hợp tác với nhau như vậy làm sao mà chiến đấu chống lại được Indominus Rex rất là hung dữ đúng không? Nên như vậy nếu đánh nhau thì nhiều khả năng Indominus Rex sẽ giành phần chiến thắng, dữ dội luôn. Ủa, vậy nãy giờ đưa cái anh chàng này ra đây làm gì? Các bạn nhớ không? Đây là Mosasaurus ha, hay còn gọi là thương long. Anh chàng này thực chất đó là trong phim nữa các bạn có coi phim chính là cái anh chàng mà đã nhảy lên sơi tái nguyên một con Indominus Rex ha. Nghĩ coi, thiệt là vô lý Indominus Rex bự như vậy thì con này À, muốn sợi tái được Indominus Rex trong một cú táp thì thực chất là nó phải à, bự dài đến hơn 100 mét thì may ra mới làm được điều đó ha và cái điều này là à, bị thổi phòng lên bởi phim khá là nhiều đó bởi vì trên thực tế thì anh chàng này chỉ có thể dài tối đa vài chục mét thôi không đến hơn 100 mét như trong phim đâu ha tuy nhiên nếu mà là fan của Jurassic World thì các bạn cũng đã thấy cái cảnh đó rồi anh chàng này nhảy lên đớp gọn một con Indominus Rex ở trong bụng luôn. Còn trong phiên bản đồ chơi này thì rõ ràng là à, anh chàng này có thể bị Indominus Rex nó nuốt vào bụng đó chứ không đùa đâu. Đây các bạn ơi, nếu bắt các bạn còn nhớ ở tập trước mình đã giới thiệu rồi đó, cái miệng của anh chàng này bự đến cỡ nào ha? À, anh ta có thể chứa được tới mười mấy con khủng long nhỏ ở bên trong cái bụng của anh ta luôn đó và hoàn toàn anh ta có thể à, nuốt luôn Mosasaurus để trả thù việc bị Mosasaurus đốt đớp gọn ở trong phim đúng không? À, nhưng mà cái này chỉ ở trong phiên bản đồ chơi thôi nha. Còn trong phim thì Mosasaurus vẫn được thổi phòng kích thước lên rất nhiều để có thể chiến thắng được à, Indominus Rex ha. Các bạn ơi, như vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn xong bộ ba anh chàng khủng long nguy hiểm nhất ở trong phim Phong viên kỷ Zura rồi đúng không? Đặc biệt là anh chàng Scorpio Rex của chúng ta nhân vật chính ngày hôm nay đúng không nè? Các bạn nhớ bấm subscribe kênh Học viện Khủng Long để xem được những video, những kiến thức thú vị nhiều hơn về Khủng Long ha. Và đặc biệt là nếu các bạn muốn thắc mắc về trận chiến giữa những loài khủng long nào với nhau, các bạn có thể bình luận. Mình sẽ làm video về loài khủng long đó sớm nhất cho các bạn nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.